Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhá. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là ở đây. Hôm nay các bạn có thấy cái tên của mình lạ không? Thấy trang phục của mình lạ không? Thực ra thì hôm nay thì mình đang không phải là chơi nick của mình đâu, mà mình đang chơi nick của vợ mình đấy các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi review nick của vợ mình và mình sẽ đi săn cá khổng lồ cho vợ mình nha các bạn nhé. Ok, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ xem qua một số những cái thông tin liên quan tới team và sao nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem tới đồ. Đây, review một cái nick mà một bạn nữ thì đương nhiên là không thể nào mà bỏ quên được cái đồ đạc được rồi. Tại vì không chỉ nói riêng về vợ mình mà gần như là tất cả những cái bạn nữ mà chơi game phải theo cái giờ các bạn, thì cái quan trọng nhất ấy, đó chính là trang phục thôi, cho bản thân thôi, nhờ những cái liên quan tới bản thân thôi. Chứ còn mấy cái mà không liên quan tới bản thân như kiểu là cá khổng lồ này, côn trùng này, hay là nhà này, đấy thì gần như là mấy bạn nữ không quan tâm đâu các bạn. Đấy, như vợ mình cũng vậy thôi. Đấy, thì các bạn thấy là đa phần vợ mình thì cũng chỉ là mấy cái món kiểu như là quay trong mở hộp, mà mở hộp thì cũng toàn đồ free thôi. Với lại lâu lâu thì cũng có nạp vào mua vài gói xương xương. Nói chung là cũng không phải là một dân gọi là dích kịt đâu nha các bạn. Nhưng mà thôi, mình cứ review qua. Các bạn có thể thấy là có khi là đồ nick vợ mình còn nhiều hơn cả mình đấy các bạn. Nick của mình đa phần chủ yếu là cá, côn trùng, cái thứ không à, chứ đồ đạc không có nhiều đâu các bạn ơi. Đây này, tóc này các bạn, cũng khá là nhiều những cái tóc xịn nha. Cái này toàn trong đồ hộp thôi, nhưng mà hộp thì mở bằng kim cương cầy chay nha, không phải kim cương nạp đâu. Game này mà nạp vào mở hộp thì bao nhiêu tiền cho đủ các bạn ơi. Làn da thì thôi, hết rồi, ok. Thì đấy, trang phục chỉ có vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ review tới ba lô nha các bạn nha. Đây, xe này. Trong những cái xe này ấy, thì cũng đa phần toàn là cày chay thôi. Chỉ có duy nhất một cái xe, đó là xe địa hình đỏ ấy. Thì cái thời mà mình bắt đầu chơi game phải cho cái giờ là tức khoảng tầm 2-3 năm trước ấy, là cái xe đấy nó ra, nên là cái lúc đấy là mình có nạp mình mua cho. Đấy, nên là còn lại là toàn đồ cày chay hết nha các bạn nha. Đây, đấy, hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái công cụ nha. Và công cụ thì cũng là một người con gái, nên là thường cũng chẳng quan tâm tới cúp hay là cần câu hay là vợt đâu các bạn. Chủ yếu là thích mấy kiểu như là ô dù đồ thứ đẹp đẹp đấy các bạn ơi. Đấy, đồ chơi này, đồ chơi cũng nhiều luôn. Đấy, nhiều hơn mình là chắc chắn rồi. Mình mấy cái này thì mình chịu, mình không bao giờ sưu tập đâu. Dưới này còn rất là nhiều luôn nha. Thú cưng thì cũng có vài con thôi, tại vì chắc là bán hết rồi đấy mà. Bây giờ có chức năng bán pet mà các bạn, nên là à nhầm, không phải bán pet mà thả pet nha, nói lộn. Đấy, nói thế tội mấy con thú cưng quá. Rồi, cá này các bạn ơi. Cá này thì cũng toàn mình câu thôi chứ vợ mình chẳng câu mấy đâu các bạn à. Đấy, côn trùng này, côn trùng thì vợ mình bắt. Đấy, kim cương thì vợ mình đào. Nhưng mà đợt này lười đào rồi, tại vì lúc mà mới cập nhật game thì xiêng xiêng, tại vì thấy nó là lạ các bạn, đi đào tối ngày. Bây giờ thì thôi chịu rồi, không thấy vào bắt côn trùng cũng không thấy vào đập đá rồi, nhiều côn trùng quá mà. Bây giờ thì mình sẽ đi vào nhà và mình review xem là cái nhà nó có cái gì nha. Đây các bạn xem này, đây là nhà của vợ mình nhá. Đấy, có cái tường sao băng rơi, à không, hình như là tuyết rơi đúng không ta? Ừ đúng rồi. Bên này là một cái góc nuôi pet này. Cẩn thận thú giữ. Ôi giời ơi, thú thế này là giữ chưa? Rồi, có con khủng long T-Rex. Mình thì mình cũng chưa có con này các bạn, tại vì là mình lười đi chế tạo quá. Đây là cái sàn ba này. Ngày xưa nhớ cái thời mà mình mới bắt đầu chơi game ấy, là kiểu thích set up sàn ba các kiểu lắm, kiểu như là đèn rồi thảm rồi các thứ ấy. Nhưng mà bây giờ thì đa phần các bạn ấy toàn xây lâu đài không à, không có set up kiểu này nữa rồi. Đây, mình sẽ bật hết lên cho các bạn xem nhá. Đấy, đẹp chưa? Cũng được phết đấy chứ. Cái chỗ này bật nhạc sập sình lên quẩy là cũng sướng lắm này. Chỉ tiếc mỗi cái là bây giờ người chơi game này nó không còn đông như ngày xưa thôi. Chứ nó mà đông như ngày xưa là vui phải biết các bạn. À, đằng sau này là có mấy cái bể cá làm background.
Còn gì nữa không? Cá thì cũng không có gì đặc biệt các bạn. Trời ơi, cá gì cũng thả luôn. Chắc con nào có vương miện là thả hết quá. Trên này là bể câu cá này. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh này các bạn. Đây, ở đây có mây luôn này, ghê không? Chế tạo mây các kiểu này, ở trên này còn có cái thác chảy này. Được, nói chung là xây được như này là cũng ok rồi. Chỉ có mỗi một cái là cái đồ nội thất này nó hơi nhỏ nhắn so với lại cái ngôi nhà container các bạn à. Tại vì chọn cái nhà container này mà xây cái nội thất này, nếu mà để mình đánh giá chắc là 3 trên 10 nha các bạn nha. Nếu như mà xây như này thì chọn cái nhà nhỏ nhỏ thôi, xây cho nó đẹp. Xây như này, chọn cái nhà như này, thế làm sao mà đỡ được. Ở đây bên góc này có gì nữa đây? Ồ, cây cảnh nhà. Ồ, cây cảnh mà để đấy à. Thôi, nói chung là giờ view thì xong rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ đi săn cá khổng lồ nha các bạn nha. Đây, mẫu 6 đây các bạn ơi. Cuối cùng thì cũng có một con rồi. Vợ mình thì không có đi săn cá nhiều. Tại vì thấy cái bóng cá là giật mình các bạn. Không hiểu kiểu gì. Đấy, nói chung là mình thì... Ok ạ. Trời ơi. Mới con đầu tiên đã đứt dây trên này. Cái nhỏ. Không sao các bạn. Còn nước còn tát, hết nước tát xình các bạn. Ây giời, bóng 5 à. Thôi bóng 5 cũng câu. 4 năm giờ này câu hết các bạn ơi. Câu mỗi bóng 4 là mình bỏ thôi nha. Nãy nói lộn đấy. Bóng 4 thì mình gặp là mình sẽ đổi cần. Nên là các bạn sẽ không thấy những cái phân cảnh mà cá bóng 4 nó lên đâu. Ôi, cá nặng hải vương miện luôn. Thế luôn, ở cái khu nghỉ dưỡng này toàn cá nặng hải với lại cá mũi cưa thôi. Có thấy con cá gì hiếm khác không? Đây, bóng 6 nữa đây. Xịn không? Hy vọng con này nó sẽ lên nha. Chứ hai con mà đứt dây là mình nghỉ game luôn ấy. Mà nãy câu bằng cần vàng thì lên bóng 5. Giờ chuyển sang cần cầy chay thì lên được cái bóng 6. Rồi, ok, lụ. Rồi, không đứt rồi. Ngon. Như này rồi thì chắc chắn là nó sẽ lên thôi. Bây giờ chỉ là quan trọng là con gì thôi các bạn à. Chứ cái giai đoạn này làm sao mà trượt được. Và chắc là sắp tới thì mình sẽ đi làm về giờ view arc nhiều hơn nha các bạn nha. Lý do là bởi vì bây giờ game phải cho bây giờ này mình cũng đang hơi bí content đấy các bạn. Mình cũng đang không biết là làm cái gì nữa đây. Tại vì nếu mà đi săn cá hoài ấy, thì các bạn xem thì các bạn cũng thấy nó nhảm đúng không? Với lại cá thì mình cũng gần như là mình phun hết rồi. Vậy nên là mình đang tính là mình sẽ đi giờ view arc. Sau đấy thì mình sẽ đi săn cá khổng lồ cho những cái bạn mà mình giờ view arc đấy. Đấy, nếu như mà nhà mà ngon mà xịn đấy, đồ mà ngon mà xịn thì mình sẽ giờ view nhiều. Còn mình sẽ câu cá ít. Còn nếu như mà đồ mà ít ấy, thì mình sẽ giờ view ít và mình đi câu cá nhiều. Quan trọng là nick đâu mà giờ view mới là vấn đề thế này. Vậy nên là mình đang tính là nếu như mà nick của các bạn mà các bạn có cái nick nào mà nó ngon, nó xịn và nó có cái để mà giờ view thì các bạn cho mình mượn giờ view được không? Thì các bạn nhắn tin qua Facebook cho mình. Xong rồi mình vào arc mình giờ build xong rồi mình trả cho các bạn nhá. Nói chung là cái này thì phải tin tưởng thôi. Chứ còn nếu như mà không tin tưởng thì chịu chứ biết sao giờ. Còn Facebook cá nhân của mình thì các bạn xuống phần mô tả xong rồi các bạn ấn vào chữ xem thêm ấy. Là nó sẽ có chữ Facebook cá nhân nhá. Đấy, thì nhắn tin qua đấy xong rồi mình sẽ vào mình giờ build. Nhưng mà lưu ý là nick phải có cái gì để giờ view nha. Chứ nick mà lập nick mới xong rồi đưa mình vào giờ view là chịu quá ấy. Không giờ view đâu. Tại vì có gì đâu để mà giờ view. Đúng không các bạn? Đấy. Rồi. Con cá này thì nãy giờ mình kéo thì nó cũng đang hơi mất thời gian. Do cái cần này cái sức mạnh nó yếu nên là kéo nó hơi lâu. Không biết là con này là con gì đây. Không cần quá xịn đâu, nhưng mà có vương miện là được. Tại vì bây giờ quan trọng vương miện thôi, chứ cần cá để quan trọng gì đúng không các bạn. À, sắp lên rồi, 1-2 phát nữa là lên thôi các bạn ơi. Các bạn thử đoán xem con này là con gì. Ui. Ây da, thương long trắng luôn cơ à. Nick mình thì mình săn mãi không ra. Qua nick này cái săn cái lên thương long trắng luôn à. Hay thật chứ. Ôi, nói chung là có thương long trắng cũng ngon này các bạn. Êm. Ây chà. Đang câu vui thì nó hết mất lượt câu rồi các bạn.
nên là mình không thể nào mình câu tiếp được rồi. Tính là câu kiếm một cái bóng sóng nữa nhưng mà đen đấy nhỉ. Ok, thôi nói chung là hết lượt câu rồi thì mình cũng chẳng làm gì hơn được. Chắc là mình cũng xin phép kết thúc clip ở đây nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nhá. Bye bye.